Alo, Tâm, anh Thành đấy. Thì em sắp xếp một cuộc họp vào thứ hai tuần sau. Tiết việc cần làm anh gửi qua mail nhé. Chào em, công việc nhiều quá nhỉ? Ok, mình bắt đầu công việc luôn nhé. Gửi cho anh những cái báo cáo rồi nói sơ lược về những công ty này đi. Ok, vậy hãy nói về phần em tìm nhé. Vậy để em nói trước nha. Với đối tác chuyên xuất khẩu ngô nằm ở Argentina thì em tìm thấy hai đối tác tiềm năng là Benchy và ADM. Ừ, anh thấy trong báo cáo của em không nêu rõ về báo cáo tài chính của hai công ty này. Em đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có đầy đủ thông tin về báo cáo tài chính của họ. Nếu vậy thì rất là khó để đưa ra quyết định để hợp tác lắm. Còn công ty nào khác được không? Giám đốc xem qua báo cáo của em đi. Ừ, anh thấy khá tốt. Cargill có chuyển vọng đấy, em trình bày đi. Như trong báo cáo của em thì Cargill là một công ty lâu đời và phát triển cực kỳ mạnh. Họ hợp tác quốc tế với rất nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam. Sản phẩm chính của họ cũng là nông nghiệp, thành ra rất phù hợp với các dự án của mình. Giám đốc xem qua các báo cáo tài chính của họ thì có thể thấy rằng tiềm năng cũng như doanh thu của họ rất là lớn. Anh nghĩ Cargill là sự lựa chọn tốt nhất rồi đấy. Còn ADM với Bunch, mình sẽ để vào list dự phòng. Giang sẽ đảm nhận việc liên hệ và làm việc đối tác, còn Tâm sẽ hỗ trợ cho Giang, thống nhất vậy nhé. Vâng, vậy thì tốt quá. Bên mình là 8 giờ tối rồi, thì bên họ là 10 giờ sáng đó em. Họ cách mình 10 tiếng. Vậy bây giờ chúng ta gọi là hợp lý ha. Gọi đi kẻ muộn em. Hello, this is the representative office of Cargill Argentina. What can I help you with? Good morning. I am the representative of Unity Global located in Vietnam. I am calling to offer you a contact on importing corn. Can you give me more information? So before we delve into our import requirements, I'd like to provide a brief overview of our company to illustrate our commitment and trustworthiness. Our company, Unity Global, has a rich history in the import and export business, and we take great pride in our reputation for reliability and integrity. We have been operating successfully for 15 years, specializing in agriculture, and have cultivated strong partnership worldwide. That's impressive. Trust is crucial in this industry, so let's get back to the corporation. How can I assist you today? We are excited about the prospect of working with Cargill. Our company is rapidly expanding, and we see Cargill as a reliable partner. We are looking to import high-quality corn for our production. That's great to hear. We're excited to explore this partnership with you. We'll work closely with you to ensure your requirements are met. Let's continue this discussion and move forward. We would like to have a meeting online for any further information. That would be great. Thank you for your time. We will set up a meeting as soon as possible. Thank you. See you again. Chị thấy bên họ cũng dễ chịu nhỉ? Dạ, nhưng mới nói chuyện qua điện thoại thì mình chưa hiểu rõ được văn hóa của người ta như thế nào hết. À, trong lúc chị tìm hiểu về mấy cái của công ty, chị cũng có tìm hiểu về nhiều cái văn hóa với chính trị của Argentina. Để chị tìm kiếm được xem có luôn không nha. Chị chu đáo quá he. À đây rồi, để chị đọc cho em nghe thử. Về tôn giáo thì người Argentina rất là sùng đạo. Tôn giáo chủ yếu của họ là Cơ Đốc giáo. Họ chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha và cực kỳ mê bóng đá. Về chính trị thì Argentina không quá bất ổn. Tuy nhiên thì họ mắc nợ công lớn, kinh tế đang chậm phát triển. Tuy nhiên thì họ có mối quan hệ tốt với các đối tác trong khu vực. Chị cũng chỉ có thể tóm tắt được như thế thôi. Để chị gửi bản này để em xem kỹ hơn ha. Tốt quá, cái này mình gửi luôn cho giám đốc chị nhỉ. Ok, vậy để chị gửi cho em. Em nhớ đặt lịch hẹn cho cuộc họp luôn nha. À mà khi nãy chị nói về Argentina cách mình mấy tiếng vậy chị? 10 tiếng đó em.
Vậy chắc hẹn họ như ngày hôm nay là được nhỉ? Sớm hơn đi, 7 giờ tối bên mình là được đó, bên kia sẽ là 9 giờ sáng. Ok chị ơi, lời hẹn sẽ là 7 giờ tối thứ tư. Được em, chốt sớm rồi gửi cho giám đốc nha. Dạ. It's a pleasure to finally meet you, Miss Lopez. Good morning, likewise, Mr. Phung. Nice to meet you. Absolutely. But you can call me Thanh. Fair enough, Thanh. I'm Isabella. Then, so how's everything over there? Oh, you know, the usual hustle and bustle. But we can't complain. And in Argentina, I hear the weather is beautiful this time of year. That is it. We're enjoying a lovely season, but let's not make this on about the weather, right? Agree. So, have you been with Cargill for a long time? Yes, I've been with them for over a decade now. It's been quite a journey. How about you? How long have you been leading your company? Well, I've been with our company for 15 years, and I've been the director for the last 5 years. We've been steadily growing, and the potential partnership with Cargill is quite exciting. That's impressive. It's always inspiring to hear about success stories. So tell me about your company's plans regarding the corn import. What are your expectations? I'm glad you asked. We're looking to import 50 metric tons of high quality corn. We've been expanding our processing capability, and this is just the beginning. We believe that Cargill as a tire reputation would be a fantastic fit for our business. I'm interested to learn more. We take pride in the quality of our products and our extensive supply chain. What are your specific requirements, and when would you like the shipment to start? Well, we are aiming for a consistent supply for top-grade corn. We would prefer to start the shipment within the next quarter. Our team can provide more detail on a technical spec if that works for you. Sounds like a promising partnership. Let's work out the details and we will make sure to meet your expectation. That's great to hear. I think this could be the start of a beneficial relationship. Looking forward to it. It's great to have a conversation with you. Thank you. See you later then. Chào sếp. Sếp ăn táo. Ok, anh muốn nói về một cuộc họp sáng nay với đối tác của mình. Cuộc họp diễn ra xong xã đúng không anh? Đúng vậy, cuộc họp diễn ra khá thành công. Tuy nhiên thì cũng có một số khía cạnh mà anh nghĩ là mình nên thảo luận lại. Nhất là những việc sự khác biệt văn hóa. Anh thấy điều thành công của mình là gì? Phần giới thiệu đã diễn ra một cách rất là suôn sẻ. Anh và đối tác khá thành công trong vấn đề giao tiếp. Mặc dù vậy thì anh nghĩ là khi nói về thời tiết thì anh đã mắc một sai lầm nhỏ. Sao vậy anh? Anh đề cập đến thời tiết như một cách để bắt đầu một câu chuyện. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chuyện đó khá bình thường. Tuy nhiên thì đối tác có vẻ không thoải mái với chủ đề này. Anh quen mắt là ở văn hóa Mỹ Latin thì đề cập về thời tiết trong kinh doanh có thể bị coi là hời hợt. Lẽ ra anh nên chọn một chủ đề trò chuyện thích hợp hơn. Em hiểu rồi, mình phải để ý tới những sự khác biệt văn hóa. Còn phần thảo luận về kinh doanh thì sao? Về mặt công việc thì mọi thứ diễn ra khá tốt. Bọn anh đã thảo luận về kế hoạch nhập khẩu ngô và nhấn mạnh sự phát triển cũng như là tiềm năng của công ty chúng ta. Đối tác có vẻ quan tâm tích cực đến cuộc hợp tác lần này. Đó cũng là một điểm thành công trong xây dựng mối quan hệ. Rất tốt đó ạ. Vậy kế hoạch tiếp sang của chúng ta là gì? Anh nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục một cuộc thảo luận cụ thể hơn cũng như là để hoàn thành cái cuộc hợp tác. Nhưng mà anh phải muốn nhấn mạnh rằng là mình cần phải chú ý đến những cái khác biệt trong văn hóa để tránh những có thể gây hiểu nhầm đến thiện chí của hai bên. Dạ vâng, em sẽ lưu ý những điều đó trong cuộc họp tiếp theo. Trước hết thì anh muốn cảm ơn hai em đã đóng góp và tham gia vào nhiệm vụ lần này. Dựa vào các cuộc họp và cuộc gọi với Cargill, ban lãnh đạo đã quyết định hợp tác với họ. Bây giờ mình hãy chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Bây giờ mình hãy đề cập đến những sự khác biệt về văn hóa và chính trị giữa Argentina và Việt Nam. Những gì có thể ảnh hưởng đến cuộc đàm phán của chúng ta. Đúng vậy. Giang,
em có thể nói những thông tin về sự khác biệt văn hóa mà chúng ta cần phải lưu ý trong cuộc đàm phán với Cargill không? Dạ vâng, tại Argentina thì việc xây dựng mối quan hệ cá nhân và sự tin tưởng rất là quan trọng. Họ đánh giá cao phong cách giao tiếp theo kiểu gián tiếp hơn và có thể nhạy cảm với những lời chỉ trích. Chúng ta nên kiên nhẫn và thể hiện sự tôn trọng, đặc biệt đối với các thành viên cấp cao trong đội ngũ của họ. Về mặt chính trị, có một số chính sách kinh tế và thương mại tại Argentina có thể ảnh hưởng đến cuộc đàm phán của chúng ta. Chúng ta nên nắm rõ mọi quy định và thuế có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận của đôi bên. Cảm ơn em. Bây giờ hãy xác định những vấn đề cụ thể trong cuộc đàm phán. Tâm, theo em những điểm quan trọng cần phải giải quyết. Những vấn đề chính xoay quanh giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và điều khoản giao hàng của mặt hàng ngô. Chúng ta phải đảm bảo tiêu chuẩn ngô phải được đáp ứng và đồng thời mình phải tôn trọng những mong đợi của họ. Điều khoản thanh toán cũng phải rõ ràng để tránh được hiểu nhầm. Em đồng tình với Tâm. Chúng ta cũng cần xem xét các khía cạnh chuỗi cung ứng và hệ thống logistics có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và kiểm soát chất lượng. Cần có kế hoạch dự phòng cho bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra. Tốt rồi. Giá ngô hiện tại đang là bao nhiêu vậy? Hiện tại giá trên thị trường đang là 187 USD cho 1 tấn. Vậy mức giá tối đa mà mình chấp nhận là 190 đô nhé. Dạ vâng. Vâng ạ. Như vậy là giai đoạn chuẩn bị của chúng ta cũng tương đối hoàn thiện rồi đấy. Tất nhiên rồi giám đốc. Bọn em đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đàm phán này đó. Cuộc hợp tác này nhất định sẽ thành công. Good morning, very pleased to meet you. I'm Phung and this is my secretary, Giang. Buenos dias, xin chào, we're glad to see you. I'm Isabella Lopez, director of Cargill Argentina, and my associate, please have a seat. We appreciate the opportunity to meet and discuss this important deal. Before we dive into the detail of our negotiations, I must say that I'm impressed by the beauty of Argentina, the culture, the landscape. They're truly remarkable. I couldn't agree more. Argentina is a country with a rich history and vibrant traditions. It's an honor to be here. We are proud of our country and we're delighted to share our culture with you. Have our people served you any our local cuisine? We have some delicious experiences and we appreciate your warm hospitality. That's our goal as well. Establishing strong relationships is just as important as the negotiation themselves. Absolutely. Now let's combine the best of our culture and expertise as we work on this important deal. To begin, let's set the agenda. We will discuss the pricing, the quality, and the delivery schedule for the corn import. Well, shall we get down to business? Agreed. And we would also like to address quality standards and payment terms. To start off with, I just want to say we believe we can offer you a very good demand and come up with a win-win result. Let me kick things off by saying pricing terms. Yes, absolutely. Now let's start with our initial proposal. We're looking to import 50 metric ton of corn at the price of 180 per metric ton. Our initial proposal is at 195 per metric ton, but we have a flexible delivery schedule. We appreciate your offer. However, the pricing is a bit higher than we anticipated. We understand, but our quality standards are top-notch. Perhaps we can explore a compromise. How about 185 per metric ton with a balanced delivery schedule? I think that's a reasonable starting point. It's a consideration for us.
While we appreciate your understanding of quality, we need to remain cost-effective. Our budget constraints make it difficult to accept your previous proposal as is. We understand your position, and we're willing to find the middle ground. Perhaps we can consider a compromise on both price and quality control measures. We are open to adjusting the price, but we must also ensure that the quality meets our standards. What if we meet in the middle? 15 metric tons for about $187.5 per metric ton. This way, we maintain a reasonable price point while accommodating your quality requirements. This is fair. We value the quality and consistency of our products. In return for this adjustment, we are willing to work closely with you to establish robust quality control process. We understand that maintaining the quality of corn is crucial for your satisfaction, and we propose regular quality inspection by an independent third party to ensure the standards are met. Thus, a reasonable approach, regular third-party inspections, would help build trust. We are in agreement on this matter. So, let's discuss the payment term. We initially suggest a standard 30% advance TC payment and a rate upon delivery. Is that acceptable to you? We typically work with a 40% advancement payment. However, given our desire for a successful partnership, we can meet you halfway at 35% upfront and the remaining payment upon delivery. Also, we can agree to a delivery plan over 3 months with an option for you to specify delivery dates at need. That flexibility aligns with our operational needs. We accept your plan option. As to the terms we negotiated, we concluded that according to the pricing terms, we agreed to offer 15 metric tons at $187.5 per metric ton. And according to the quality term, we proposed regular quality inspection by an independent third party to ensure the standards are met. And according to the payment term, we accepted 35% advance TT payment and the remaining payment through LC. We are pleased with the terms we have discussed today. We believe this agreement reflects a strong foundation for a mutually beneficial partnership. We're excited about the prospect of this partnership. It's been a productive meeting, and we reached a comprehensive agreement on the term of our import deal. It's truly a pleasure working through the negotiation with you. Thank you for having us today. No problem. It's a pleasure for us as well. Hello. Hỏi chuyện hả? Mấy bạn thấy vui mấy bạn? Vui. Dạ vui à. Bạn đi ngồi làm slide này. Thôi, bỏ đi. Chưa. Argentina, người Argentina. Messi. Nơi đó. Ronaldo. Thank you. See you later then.